muốn cái gì rồi lúc mới mới tìm hiểu rồi mới mới tặng đầu mới đồ tặng. sao, như là chứ ban đầu là chưa tặng đồ. Để tặng gì, tặng gì? Dạ tặng cái này hết hồn nè, tưởng đâu ghê lắm luôn á, ai ngờ đâu tặng cái cây móng rồng bé xíu vậy. Mà sao mình cũng, em lúc em không biết cây móng rồng, em nói ờ mình trông coi nó bông nó ra sao chắc cũng đẹp lắm nè. Cái chăm sóc ngày đêm, để ngay cửa sổ, tưới nước chăm bón, cố cổ ra cái bông vậy thòn vậy nè. Mà cái bông tí xíu à, xấu ơi là xấu, lại càng ghét thiệt. Là ghét thêm, là ghét người đó. Rồi từ đó tới sau mới thấy cũng vợ cũng không đồng ý, cũng không có thích cây quá. Nên chọn là sau lại là tặng cho vợ một chậu lan. Thì có ra cũng trọng từ từ. Dạ cũng ra nhưng mà... Cũng xấu quắc nữa. Không không, cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên thích nhất rồi. Thì bao lâu để em mới để ý lại anh này? Tại vì ngày nào cũng nhắn tin cho mình hết trơn á. Sáng cái buổi sáng vui vẻ, chưa ăn cơm ngon nghe, tối chút ngủ ngon, mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại là dội tin nhắn đó. Dạ, rồi cái bắt đầu mình thích, lúc đó em thích thì em trả lời, còn không thì không trả lời. Cái tự nhiên khoảng thời gian hơi lâu lâu tao mất tiêu luôn. Cái mình cũng thấy ủa sao bình thường nhắn tin cho mình mà giờ không nhắn tin nữa. Bao lâu mất tiêu, bao lâu? Dạ mất tiêu khoảng 5 ngày. Ủa lẽ mình chảnh quá hôm nay em nghĩ nhắn tin cho mình rồi ta. Điện thoại lại thì thuê bao nó rồi, giận đổi số luôn chứ đâu. Ai ngờ đâu khoảng nửa tháng sau thì ảnh mới trả lời lại, thì lúc đó mới được biết là do trong một lần anh đi công tác về tối anh bị tai nạn giao thông. Cho nên là nằm viện suốt khoảng thời gian đó luôn. Tại em vì lúc đó không có số điện thoại. Đợt đó là em đi công tác chơi trên nhà máy hạt giống, nó cũng tối rồi, đi xa cái mình đuối sức á, buồn ngủ cái em té. Thì đợt đó té xong rồi em phải nhập viện cũng gần 10 ngày đến 15 ngày. Là em bị đứt lưỡi. Cái miên mạc ở dưới cái thành lưỡi á là nó bị khuyết vô luôn. Thì em phải đợt đó cũng nghĩ nói chuyện cũng gần cả tuần lại. Trời đất ơi, cưng dữ vậy trời. Nhìn thôi là biết anh chồng này, anh cưng, cưng vợ quá và lo lắng cho vợ rồi. Chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý khán giả. Em tên là Trịnh Thị Bích Tiên, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em đó là giáo viên. Dạ em đến từ miền Tây, đến từ quê hương An Giang. An Giang, trời An Giang vậy đó. Ừ, đồng hương đồng của hương. Anh mời em tới em. Dạ xin kính chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Đỗ Văn Anh Trung, em đến từ Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang. Nghề nghiệp hiện tại của em là kỹ sư ba cùng của trực thuộc tập đoàn Lộc Trời. Đố em biết là gì, ba cùng là gì? Cùng ăn, cùng ở và cùng làm sống việc. Cùng làm, cùng làm, cùng làm, cùng ăn, cùng ở, cùng làm của người nông dân. Sống là coi như là kết luận là hai cái kia vô một cái thứ ba đó. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân, đúng không? Dạ, dạ. Đó, anh rất muốn nghe về cái chuyện là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao. Dạ, lần đầu tiên em gặp ảnh là ấn tượng cũng mấy tốt nữa. Lúc đó em là sinh viên của trường đại học, còn ảnh là làm bên... được cử là bên đoàn thanh niên để đi hỗ trợ là công tác tiếp sức mùa thi của cho mấy bạn sinh viên trường đại học An Giang. Cái vô tình em gặp ảnh, ảnh gặp em, nhưng mà không thích đâu. Trời ơi, nó hội tụ những cái gì mà mình không thích không à. Thứ nhất đó là hồi trước là em không có biết gì về cái công việc của mấy anh ba cũng nha. Em không có thích, cực kỳ không thích những cái người mà chạy cái xe mà có cái đuôi con ong ở phía sau á, chứ cái kính trắng chó ở phía trước không có thích. Và thứ hai nữa là đen mà ốm nữa. Biết tên không? Biết tên luôn lúc dạ đó không tên. Thèm không biết sao anh có số điện thoại của em rồi cái nhắn tin với em, nhưng mà cũng chảnh á, không thèm trả lời. Còn em thì sao? Thì khi mà được cộng tác chung với mấy các bạn sinh viên của trường đó, thì trong đó có vợ em, thì thấy thì vợ thì người giỏi, nói chung là vợ em được cái là gọi là cầm kỳ thi họa, thì mấy cái đó là vợ em chắc ăn là nó nhưng mà về giỏi. Nhan sắc lúc đó thì còn như rồi cái nhan sắc của vợ thì lúc đó đẹp là em hợp luôn, đúng không? Nhìn là hợp liền, đúng nhưng không là ấn tượng đẹp về vợ, đúng không? Cũng suy nghĩ ở trong lòng đó, chắc cũng khó cua lắm mà. Rồi sao, rồi em cua sao để cua được vợ á? Thì cũng nhắn tin rồi mời, giai đoạn đầu á thì chỉ là mời là đi uống nước thôi. Xong bên cạnh hết cái chương trình đó, tới thêm cái chương trình là du khảo về nguồn. Lúc này nè là em mới mời vợ. Bên công ty của tôi á, nó có cái chương trình du khảo về nguồn. Bạn có rảnh không? Tôi mời bạn đi tham gia cũng trong ngày về. Từ cái dịp đó thì em mới... Đi không? Vợ đi.
Rồi xong rồi cái việc đó đó mới biết là vợ thích cái gì, rồi vợ muốn cái gì, rồi lúc mới tìm hiểu rồi mới tặng đồ sao. Chứ ban đầu là chưa tặng đồ. Tặng gì? Dạ tặng cái này hết hồn nè. Tưởng đâu ghê lắm luôn á. Ai ngờ đâu tặng cái cây móng rồng mấy xíu vậy. Mà sao mình cũng em lúc em không biết cây móng rồng, em nói mình trông coi nó bông nữa sao chắc cũng đẹp lắm nè. Cái chăm sóc ngày đêm để ngay cửa sổ, tưới nước chăm bón cố cổ ra cái bông vậy thòn vậy đó. Mà cái bông tí xíu à xấu ơi là xấu, lại càng ghét thiệt, là ghét thêm lại ghét nữa. Rồi từ đó tới sau mới thấy cũng vợ cũng không đồng ý, cũng không có thích cây quá, nên chọn là sau lại là tặng cho vợ một chậu lan. Thì có ra bông không? từ từ dạ cũng ra, nhưng mà cũng xấu quắc nữa. không cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên chết ngắt rồi. Thì bao lâu để em mới để ý lại anh này? Tại vì ngày nào cũng nhắn tin cho mình hết trơn á. Sáng cái buổi sáng vui vẻ, chưa ăn cơm ngon nghe, tối chút ngủ ngon, mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại là dội tin nhắn đó. Dạ, rồi dội. Cái bắt đầu mình thích, lúc đó em thích thì em trả lời, còn không thì không trả lời. Cái tự nhiên khoảng thời gian hơi lâu tao mất tiêu luôn. Cái mình cũng thấy, ủa sao bình thường nhắn tin cho mình mà giờ không nhắn tin nữa. Bao lâu, mất tiêu bao lâu? Dạ mất tiêu khoảng 5 ngày. Ủa không lẽ mình chảnh quá không này em nghĩ nhắn tin cho mình rồi ta. Điện thoại lại thì thuê bao nó. Rồi giận đổi số luôn chứ đâu. Ai ngờ đâu khoảng nửa tháng sau thì ảnh mới trả lời lại. Thì lúc đó mới được biết là do trong một lần anh đi công tác, về tối anh bị tai nạn giao thông. Cho nên là nằm viện suốt khoảng thời gian đó luôn. Tại em vì lúc đó gì? Không có số điện thoại. Cái đợt đó là em đi công tác chơi trên nhà máy hạt giống. Nó cũng tối rồi, đi xa cái mình đuối sức á, buồn ngủ rồi cái em té. Thì đợt đó té xong rồi em phải nhập viện cũng gần 10 ngày đến 15 ngày. Là em bị đứt lưỡi. Cái vi mạc ở dưới cái thành lưỡi á là nó bị khuyết vô luôn. Thì em phải đợt đó cũng nghỉ nói chuyện cũng gần cả tuần lấy. Rồi em lúc đó là được. Em nằm ở trong bệnh viện 10 ngày. Dạ. Rồi lúc là không liên lạc gì với vợ. Không liên lạc gì với vợ. Nhưng mà khi em tỉnh lại thì sao? Khi em tỉnh lại thì em có em có cái người bạn thì cũng gành về di tính rồi kia. Nói bây giờ đợt rồi tao có lưu số nghệ tao trong cái danh bạ. Đâu mày là có cách nào mà tao có đăng nhập về tài khoản Google đó, mày có cách nào mày tìm lại giùm tao không? Tức là tìm trên Zalo đó phải không? Dạ. Cái bạn nói mới hết thì mày lo cho mày đi, mày kiếm con ghệ mình chứ vậy. Cũng bạn cũng tốt, nó tìm ra nó rồi có nè, gửi qua từ đó mới cho vợ hay. Rồi tôi đi công tác công việc vậy đó, rồi cái tôi bị tai nạn. Và là khi... lúc đó em mới có cảm tình đúng không? Dạ. Sau cái vụ đó bắt đầu có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi cái cũng Tết đến em mới liên lạc với vợ, mời vợ qua nhà chơi để cho biết về nhà của em. Xong đợt đó mới hỏi ý kiến của vợ em, nói giờ đặc thù cái công việc của anh á, làm cho tập đoàn Lộc Trời đó thì nó xa nhà, ba mẹ anh ở nhà thì cũng đã ở ngoài 60 rồi, thì anh có ý định là sẽ cưới em, nếu mà em chấp nhận thì ba mẹ của anh qua để hỏi cưới em. Vợ CD nghĩ lại thời gian sau vợ mới cho hay, không quyết định liền. Bao lâu thì em mới đồng ý là chấp nhận cái lời tỏ tình cầu hôn của anh? Dạ khoảng 1 tháng rưỡi. Rồi ông tỏ tình mình rồi. Ông tỏ tình mình xong ông có hôn mình không? Thôi ông này ông nhát lắm chị ơi. Là sao? Ông có một lần ông hôn mà có điều á, ông giả bộ chỉ mình bên kia xong ông hôn. Rồi xong ông chạy đi, hỏi sao chạy đi hả? Chạy đi đang chạy vô hôn nữa. À vậy là khôn quá trời vậy chứ. Là hôn má hay là hôn miệng? Dạ hôn má. Ông má thôi đó, từ lúc liền. Mà ảnh tỏ tình cho đến lúc cưới nhau á là các em, cái tình cảm của em là nó tới đâu? Nó tới cái tai, tới má hay là tới cái môi? Dạ tới cái má, tại vì nói chung em cũng khó chịu lắm. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó, chụp hình cưới. Tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn hôn xích vô, hôn hôn. Là do ông thợ chụp hình. Ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm? Hai đứa là yêu nhau trong sáng mấy năm trời rồi mới cưới? Dạ khoảng 1 năm rưỡi. Là lúc đó hết khi học xong rồi đi làm khoảng nửa năm rồi mới cưới. Rồi bắt đầu là cưới. Dạ. Cưới này là nhiêu lâu rồi? Dạ gần 4 năm mà. Gần 4 năm rồi. Dạ. Sau khi cưới thì hai vợ chồng có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ thì nhìn chung là ảnh cũng phải đi làm suốt, và nhiều khi ảnh phải ở lại trực cơ quan, cho nên là công việc ở nhà thì đa số là phải tự lo. Lúc đó là em làm ở dưới Long Xuyên á, em đi giải Long Xuyên á, cái bắt đầu là mới có chưa được 8 tháng nữa, em nghĩ là em chưa có sanh. Mà lúc đó em ở bên nhà mẹ đang tiện dễ đi lại đó.
cái bắt đầu tối em ngủ tự nhiên là em đau bụng, em bị vỡ ói luôn. Cái là tức tốc là ba mẹ phải chở đi xuống Long Xuyên liền. Cái ba mẹ điện, bóc điện thoại lên, chùm ơi chùm, vợ con đẻ. Xong cái alo ba hả, ủa vợ con đẻ hả ba? Cái ba em mới nói ừ. Cái tắt máy ngủ thêm 2 tiếng nữa mới chạy ra. Gì đó hả? Ủa sao gì chùm em lúc đuối đó là quá, em đang ngủ mê hay sao? Ngủ mớ đó. Em thì lúc đó em đi làm do ban ngày thì em phải xuống nông dân rồi hỗ trợ cái bà con về cái kỹ thuật, rồi trao đổi đồng ruộng, rồi chiều về giống như một ngày làm việc nhưng nó mệt vậy đó. Nó đuối quá đúng không? Tối mình ngủ mình cứ nghĩ như vợ của mình thì nó cũng chưa đến ngày đến tháng để mà sanh. Thì tối ngủ thì ông ba ông điện cũng tầm 12 giờ đến 1 giờ. Cái em cũng nghe, em cứ nghĩ là em nằm mơ rồi em mới ngủ nữa. Ông mệt quá. Rồi bây giờ tới cái lúc mà lấy nhau về nè, có loại tật xấu gì không? Dạ cũng kha khá. Bây giờ dạch chùm ra đi, đó. Dạ thứ nhất đó là ảnh yêu công việc của ảnh quá trời yêu rồi. Cho nên đó là bớt thời gian yêu vợ lại. Tối về rồi thì thôi đi làm báo cáo hay là nhắn tin công việc gì nông dân điện rồi hồi mình ngủ mất tiêu. Bỏ qua. Mà thêm vụ này nữa, không bao giờ chịu thêm ăn. Em thì thích ăn ăn giặt, ăn hàng, ăn quán lề đường á. Thôi, mệt lắm, đi làm một ngày mệt lắm rồi, đi về ngủ. Rồi bây giờ nè, ông không đi lãng mạn. Dạ. Bây giờ đi làm suốt, vợ ở nhà vậy. Ổng có ghen không? Không biết có ghen không, mà tự nhiên bữa nào cũng đi làm hay là đi họp thứ bảy gì. Alo, nãy thấy đi đâu á, ai chở phải không? Đi với ai? Mà trong khi mình đang ngồi họp trong phòng á. Dạ. Tự suy diễn ra đúng dạ, không? Dạ, tự suy diễn. Ghen tưởng tượng là ghen hay là đón chúng đầu. Tính em thì hay chọc vợ lắm, tại vì thấy bên cạnh cái công việc thì quá trời nó nhiều việc rồi. Ngoài cái chuyện gia đình ra phải cho nó vui vẻ hết. Tính em chọc đến bà điện chọc vợ cho nó vui ấy. Mà thật ra là chứ, rất là tin tưởng vợ. Quan tâm thì vẫn quan tâm rồi. Đó rồi mong muốn ông thay đổi gì? Dạ muốn ảnh đó là hãy tâm sự với em nhiều hơn chút xíu. Em cũng muốn biết về cái vấn đề này vấn đề nọ. Ảnh em hỏi sao anh không nói. Cái ảnh nói là nói rồi mất công buồn thêm, nó có giải quyết được đâu. Mà thật sự ra nhiều khi mình không biết á, cái đó mình mới suy nghĩ nhiều hơn á. Với lại cái thứ hai nữa là nhiều khi á thì cũng gán ăn đi, dắt ta đi ăn thì không ăn nhiều thì ăn ít cho người ta vui. Nghĩ sao không ăn luôn. Còn để vợ ăn không? Dạ. Hiểu được cái mong muốn của vợ không? Em không tâm sự là bởi vì em lo lắng. Mình nói ra cái chuyện buồn không biết vợ mình có chia sẻ được không. Nhưng không nói ra thì vợ lại càng lo lắng. Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới phiên em. Vợ em có tật xấu gì không nè? Vợ của em á thì chỉ có nấu đồ ăn là em ăn chưa được. Là tại vì đặc thù á là em xuống dưới cái công việc của em là làm bên Ba Cùng. Thì xuống dưới nông dân thì em thường em nấu ăn nè, em tất cả mọi việc em đều làm được. Bởi vì khi mà vợ nấu ăn thì nó không ngon bằng em nấu. Bởi vì chuyện bếp núc hay là nấu nướng là em hết. Tại vì em nấu ăn ngon. Dạ. Cho nên là em thấy cổ chưa theo đúng cái chuẩn của mình chứ không phải là cổ nấu ăn dở. Dạ. Thêm cái nữa là vợ thì thích ca hát đi ăn vặt. Còn em thì đi làm hàng ngày rồi. Tới những cái việc đó thì em cũng như nó hơi mệt chút vậy đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Về cái đề xuất cho sắp tới thì mong muốn là vợ em là săn sóc ba mẹ bên em cho nó tốt hơn, nuôi dạy con. Còn cái việc kinh tế hay là đi làm những chuyện bên ngoài thì em lo hết. Để anh lo. Nói chung là bây giờ tụi em cũng đang là trẻ mà đứa nào nấy trẻ quá trời luôn. Mọi thứ đều mới bắt đầu. Bây giờ thành ra cái nhiệm vụ của tụi em nó bị nhiều thứ quá. Vừa làm nè, vừa chăm con nè, vừa chăm cho cha mẹ nè, đúng không? Cho nên bây giờ tụi em là phải học cái mà phân bổ thời gian một cách cực kỳ khoa học. Em phải tính, ví dụ như bây giờ mình đi làm vậy thì mấy giờ mình sẽ phải thức dậy để mình lo hết được mọi thứ xong. Rồi chiều về là bắt đầu là mình hốt hụi chót, đúng không? Chứ giờ chồng mình thì cái công việc, đặc thù công việc nó quá cực, gian nắng suốt ngày cực lắm. Dạ. Chứ mình dạy học trò mình còn được ở trong phòng chứ. Còn chồng mình là suốt ngày ngoài ruộng. Cho nên mình phải hiểu cái đặc thù công việc của chồng mình để biết được cái sức của chồng mình kham như thế nào là nổi. Được không? Đó đại khái là như vậy thôi. Tụi em phải tự sắp xếp với nhau. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai vợ chồng của Chum đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.